Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Châu Đốc, phát trên tần số FM 92 MHz. Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Châu Đốc, phát trên tần số FM 92 MHz. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự của đài truyền thanh truyền hình thành phố Châu Đốc, hôm nay thứ Sáu, ngày 14 tháng 2 năm 2020. Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình thời sự hôm nay gồm một số nội dung chính sau đây. Thành phố Châu Đốc tổ chức lễ giao nhận quân năm 2020. Đoàn công tác thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh An Giang do Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh An Giang Đỗ Tấn Kiết làm trưởng đoàn đã làm việc với Ủy ban Nhân dân thành phố về công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19. Phóng sự, Bệnh viện Đa khoa khu vực tỉnh An Giang triển khai thực hiện các biện pháp phòng chống COVID-19, đảm bảo công tác khám và điều trị an toàn. Sau phần tin có bài Tích cực chủ động phòng chống dịch bệnh nCoV, bài Hiệu quả công tác phối hợp giữa ngành bảo hiểm xã hội và bưu điện. Trước hết, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin. Sáng ngày 13 tháng 2 năm 2020, Ủy ban Nhân dân thành phố Châu Đốc tổ chức lễ giao nhận quân năm 2020. Đến tham dự có đồng chí Võ Anh Kiệt, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh An Giang, đồng chí Cao Xuân Bá, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, đồng chí Trần Quốc Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Châu Đốc, cùng lãnh đạo các cơ quan ban ngành đoàn thể. Năm nay, thành phố Châu Đốc có 97 thanh niên trúng tuyển lên đường nhập ngũ, đạt 100% chỉ tiêu Hội đồng Nghĩa vụ quân sự tỉnh đã giao. Trong đó giao cho Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh và Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh là 80 thanh niên và Công an tỉnh là 17 thanh niên. Nhờ chủ động làm tốt công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ ở các khâu nên chất lượng thanh niên nhập ngũ được nâng cao. Trong đó, tỷ lệ thanh niên tuổi từ 19 đến 22 chiếm 87,5%, sức khỏe loại 1 chiếm 11,25%, loại 2 chiếm 26,25%, loại 3 chiếm 62,5%, trình độ văn hóa trung học cơ sở chiếm 57,5%, trung học phổ thông chiếm 42,5%. Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Trần Quốc Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Châu Đốc, biểu dương tinh thần hăng hái lên đường nhập ngũ của các tân binh, đồng thời mong muốn rằng các chiến sĩ phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc mà Đảng bộ và Nhân dân thành phố giao. Đồng chí Trần Quốc Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Châu Đốc phát biểu tại lễ giao nhận quân như sau. Các cháu thanh niên hôm nay lên đường nhập ngũ làm nghĩa vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc là thế hệ trẻ tiếp tục tô thắm thêm truyền thống anh hùng cách mạng của quê hương Châu Đốc. Với vinh dự được làm người quân dân cách mạng, tôi mong rằng trong môi trường mới, các cháu sẽ phát huy truyền thống quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng, truyền thống anh bộ đội Cụ Hồ, nghiêm chỉnh chấp hành nội quy quân đội, ra sức phấn đấu rèn luyện, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, xứng đáng với truyền thống của quân đội nhân dân Việt Nam như Bác Hồ đã dạy. Quân đội ta trung với Đảng, hiếu với dân, nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng. Các cháu hãy yên tâm, hăng hái phấn khởi lên đường nhập ngũ làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. Và cũng trong không khí vui tươi phấn khởi hôm nay, thành phố Châu Đốc vui mừng tiễn 17 thanh niên lên đường thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân. Việc chấp hành nghĩa vụ tham gia công an nhân dân là vinh dự lớn đối với bản thân, gia đình của thanh niên và được sự quan tâm của lãnh đạo thành phố Châu Đốc. Kể từ hôm nay, các thanh niên trúng tuyển đã được đứng vào hàng ngũ chiến sĩ công an nhân dân. Do đó, trong thời gian huấn luyện cũng như trong thời gian tại ngũ, các cháu cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, ý thức tự giác, chấp hành nghiêm kỷ luật của ngành, ra sức học tập, rèn luyện, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, phấn đấu để trở thành những cán bộ công an thực thụ, có thể phục vụ lâu dài trong lực lượng công an nhân dân. Đảng bộ, chính quyền, nhân dân, gia đình và người thân đang chờ đón những thành tích của các đồng chí tân binh. Chúc các đồng chí tân binh lên đường nhập ngũ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Đồng thời, lãnh đạo thành phố xin biểu dương và chúc mừng các thanh niên đã tình nguyện tham gia vào lực lượng dân quân. Từ giờ phút này, các đồng chí đã trở thành những chiến sĩ trong lực lượng dân quân, một bộ phận hết sức quan trọng trong lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam. Lực lượng dân quân tự vệ luôn thể hiện là lực lượng trung thành với Đảng, nhà nước và nhân dân. Phát huy truyền thống đó, các đồng chí hãy tích cực rèn luyện, học tập, nâng cao bản lĩnh chính trị và khả năng sẵn sàng chiến đấu, phát huy tốt vai trò xung kích trong tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân chấp hành và thực hiện tốt chủ trương, đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước. Tham gia tích cực vào nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương, làm cho quê hương Châu Đốc ngày càng phát triển, giàu đẹp, văn minh. Đáp lại sự mong muốn, các tân binh hứa sẽ nỗ lực phấn đấu, huấn luyện tốt, rèn luyện giỏi, hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao.
tân binh Võ Thành Nhân, đại diện thanh niên nhập ngũ, phát biểu cảm nghĩ của mình trước khi lên đường nhập ngũ. Tuổi trẻ chúng tôi quyết tâm phát huy truyền thống của dân tộc, truyền thống của quân đội nhân dân Việt Nam và truyền thống của quê hương thành phố Châu Đốc anh hùng. Chúng tôi nguyện tiếp bước cha anh lên đường bảo vệ tổ quốc. Khi bước vào môi trường mới trong quân đội, chúng tôi xin hứa một là quyết tâm phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình trong thời gian thực hiện nghĩa vụ quân sự tại ngũ. Hai là cố gắng ra sức học tập, rèn luyện, vượt qua mọi khó khăn, thử thách, đoàn kết tốt, kỷ luật nghiêm, ý chí chiến đấu cao, sẵn sàng đi bất cứ nơi đâu khi tổ quốc cần. Sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, luôn giữ vững phẩm chất và truyền thống tốt đẹp của anh bộ đội Cụ Hồ. Nguyện luôn xứng đáng với lòng yêu mến và tin cậy của đảng bộ và nhân dân thành phố Châu Đốc. Ba là quyết tâm xây dựng quân đội chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới hiện nay. Bốn là chúng tôi được vinh dự đứng vào hàng ngũ quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng. Chúng tôi nguyện tiếp bước cha anh, ông cha anh chạy lên đường làm nhiệm vụ thiêng liêng của mình, xứng đáng với sự quan tâm của đảng bộ và nhân dân thành phố Châu Đốc đối với chúng tôi. Trước ngày lễ giao nhận quân, Ban Chỉ huy quân sự thành phố Châu Đốc đã tổ chức phun xịt khử trùng tại các khu vực sân lễ. Đồng thời, các thanh niên trúng tuyển đều được kiểm tra sức khỏe, đo thân nhiệt, đeo khẩu trang, vệ sinh tay nhanh bằng dung dịch diệt khuẩn nhằm kiểm soát phòng chống dịch COVID-19. Sau lễ giao nhận quân, 97 tân binh đã hăng hái lên đường nhập ngũ tại các đơn vị nhập quân. Ngày 13 tháng 2 năm 2020, đoàn công tác thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh An Giang do Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh An Giang Đỗ Tấn Kiết làm trưởng đoàn đã làm việc với Ủy ban Nhân dân thành phố Châu Đốc về công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19. Tiếp đoàn có ông Nguyễn Trung Thành, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Châu Đốc cùng các lãnh đạo các ban ngành đoàn thể thành phố. Tại buổi làm việc, đoàn đã nghe lãnh đạo Ủy ban Nhân dân các phòng ban thành phố Châu Đốc, Ban Quản lý Miếu Bà Chúa Xứ Núi Sam báo cáo về công tác triển khai các văn bản của trung ương, của tỉnh, địa phương về công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19, nhất là công tác tuyên truyền các giải pháp phòng chống dịch bệnh cho người dân, du khách, học sinh trên địa bàn thành phố. Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Đỗ Tấn Kiết ghi nhận kết quả công tác chỉ đạo phòng chống dịch bệnh kịp thời của Châu Đốc, đồng thời đề nghị thành phố Châu Đốc tập trung tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền trực quan và trên các phương tiện thông tin đại chúng để người dân, du khách nâng cao ý thức tự phòng chống dịch bệnh COVID-19. Nhất là cách sử dụng khẩu trang y tế và thường xuyên rửa tay, đồng thời tăng cường công tác phòng ngừa trên tinh thần chủ động, chuẩn bị đầy đủ điều kiện cơ sở vật chất, bố trí khu vực cách ly nếu có trường hợp mắc bệnh, cũng như các phương tiện trang thiết bị y tế cho công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19. Ngày 13 tháng 2 năm 2020, đoàn công tác thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh An Giang do ông Đỗ Tấn Kiết, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh An Giang làm trưởng đoàn, đến khảo sát tình hình phòng chống dịch bệnh tại Bệnh viện Đa khoa khu vực tỉnh. Đoàn đã đến khảo sát công tác phòng chống bệnh tại Bệnh viện Đa khoa khu vực tỉnh. Qua kiểm tra, đoàn đã đánh giá cao công tác phòng chống dịch bệnh tại bệnh viện. Theo báo cáo, Bệnh viện Đa khoa khu vực tỉnh đã tăng cường công tác truyền thông tại bệnh viện và các địa phương lân cận nhằm phổ biến cho người dân cách phòng chống dịch COVID-19 bằng các hình thức, bản thông báo, banner, băng rôn, tờ rơi, phát các video về hướng dẫn phòng chống dịch COVID-19 tại tầng trệt của khoa khám bệnh, triển khai tập huấn công tác phòng chống dịch COVID-19 cho toàn thể nhân viên bệnh viện. Đồng thời, Ban Giám đốc Bệnh viện thường xuyên giám sát hoạt động phòng sàng lọc đầu vào tại hai khu, khoa khám bệnh và khoa cấp cứu, nhằm chỉ đạo kịp thời khi có tình huống khẩn cấp xảy ra. Khu cách ly được tăng cường các trang thiết bị phòng hộ như bộ quần áo chống dịch, khẩu trang, cung cấp thêm các máy móc và vật tư đặc thù do Bộ Y tế ban hành nhằm đáp ứng tối thiểu nhu cầu khi có bệnh nhân cần cách ly và nhân viên y tế cũng trong tư thế sẵn sàng đối phó khi khu cách ly đưa vào vận hành. Bên cạnh đó, bệnh viện đã tiến hành khử khuẩn môi trường không khí, khu vực cách ly 50 giường bệnh, phát khẩu trang y tế cho toàn bộ nhân viên khu khám bệnh, khu cấp cứu, khoa truyền nhiễm. Lắp đặt các vị trí trọng điểm, thêm nhiều chai rửa tay nhanh, bằng cồn và hướng dẫn cho người bệnh hoặc người nhà người bệnh sử dụng, ban hành quy trình tiếp nhận khám và điều trị khi phát hiện dịch, đề xuất mua một số thiết bị y tế, thuốc để phục vụ hoạt động khu cách ly khi có dịch bệnh xảy ra.
Cũng sáng ngày 13 tháng 2 năm 2020, đoàn khảo sát công tác phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới virus corona gây ra do ông Đỗ Tấn Kiết, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh An Giang làm trưởng đoàn, đã đến khảo sát tình hình phòng chống dịch COVID-19 tại trường Trung học cơ sở Nguyễn Trãi. Theo đó, công tác phòng chống dịch COVID-19 tại trường Trung học cơ sở Nguyễn Trãi được Ban giám hiệu nhà trường triển khai kịp thời các văn bản chỉ đạo của Trung ương, tỉnh, thành phố đến toàn thể cán bộ, nhân viên, giáo viên, học sinh nhà trường. Đồng thời, Ban giám hiệu trường tổ chức tuyên truyền các giải pháp về phòng chống dịch COVID-19 cho phụ huynh và học sinh bằng nhiều hình thức như phát tờ rơi, tổ chức các buổi sinh hoạt, thực hiện các biện pháp tiêu độc, khử trùng, tổng vệ sinh trường lớp, trang bị xà phòng, trang bị 2 nhiệt kế điện tử và một số nhiệt kế thông thường tại phòng y tế, khẩu trang y tế, thuốc thông thường theo danh mục nhằm chủ động kiểm soát được tình hình sức khỏe học sinh khi bắt đầu nhập học trở lại. Nhân viên y tế nhà trường lập sổ theo dõi sức khỏe của học sinh, khuyến khích học sinh mang khẩu trang y tế khi đến lớp. Giáo viên chủ nhiệm phải nắm rõ nguyên nhân của học sinh nghỉ học, tăng cường phụ đạo cho học sinh thông qua ứng dụng Zalo và hướng dẫn học sinh tự học ở nhà. Thành phố Châu Đốc nổi tiếng là thành phố du lịch tâm linh thu hút hàng triệu du khách mỗi năm, nhất là từ Tết Nguyên Đán đến tháng 4 âm lịch. Tính từ ngày 3 tháng 2 đến ngày 7 tháng 2 năm 2020, lượng du khách đến tham quan thành phố Châu Đốc ước khoảng 213.000 lượt. Từ đầu năm đến nay, thành phố có khoảng 891.000 lượt khách, so cùng kỳ tăng 191.000 lượt. Thu phí tham quan trong tuần được 1.961.000.000 đồng. Tính từ ngày 29 tháng 12 năm 2019 đến 9 tháng 2 năm 2020, thu phí tham quan trên 5 tỷ đồng. Đồng thời, trước tình hình dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp đang diễn biến phức tạp, theo tinh thần chỉ đạo của Trung ương, của Ủy ban Nhân dân tỉnh, để phòng tránh sự lây lan dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona gây ra, thành phố Châu Đốc chỉ tạm dừng ngày hội mắm An Giang Nam Bộ năm 2020 và sẽ tổ chức vào một thời gian thích hợp. Đối với các di tích lịch sử, văn hóa, các khu điểm du lịch ở Châu Đốc vẫn mở cửa đón khách và hoạt động bình thường, nhưng sẽ đảm bảo các biện pháp về phòng chống dịch COVID-19. Bên cạnh công tác tuyên truyền phòng chống dịch COVID-19, các ngành, tổ chức, đoàn thể chính trị xã hội thành phố Châu Đốc đã phối hợp các lực lượng chức năng tỉnh, các tổ chức cá nhân, tổ chức nhiều điểm cấp phát trên 5.000 khẩu trang và 300 chai nước rửa tay miễn phí cho người dân và du khách đến khu vực khu du lịch núi Sam. Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang vừa tổ chức cuộc họp đánh giá tình hình triển khai thực hiện dự án đầu tư khu du lịch văn hóa tâm linh Bà Chúa Xứ cáp treo núi Sam. Buổi làm việc do Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Anh Thư chủ trì. Để dự án sớm hoàn thành đưa vào hoạt động, Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp tục hỗ trợ nhà đầu tư, Công ty cổ phần MCA Việt Nam trong quá trình điều chỉnh báo cáo đánh giá tác động môi trường, trình Bộ Tài nguyên và Môi trường thẩm định và phê duyệt, điều chỉnh bổ sung theo đúng quy định, hoàn thành các vấn đề liên quan lĩnh vực đất đai do sở phụ trách. Giao Ủy ban Nhân dân thành phố Châu Đốc tổ chức đối thoại với các hộ dân khiếu nại khiếu kiện trong khu vực thi công trụ cáp treo T3 và T5, vận động và nắm rõ nguyện vọng của người dân báo cáo Ủy ban Nhân dân tỉnh. Để đảm bảo an ninh trật tự an toàn cho khách du lịch và hành hương đến với mùa lễ hội với Bà Chúa Xứ núi Sam năm 2020, giao công an tỉnh chỉ đạo phối hợp với công an thành phố Châu Đốc lên kế hoạch tăng cường công tác giữ gìn trật tự an toàn xã hội, an toàn giao thông trong quá trình triển khai thi công dự án nêu trên. Đề nghị công ty cổ phần MGA Việt Nam xây dựng kế hoạch thi công chi tiết phối hợp với Ủy ban Nhân dân thành phố Châu Đốc và các đơn vị liên quan khẩn trương thực hiện đúng tiến độ. Thưa quý vị và các bạn, với tinh thần phòng bệnh hơn chữa bệnh, Bệnh viện Đa khoa khu vực tỉnh An Giang đã nhanh chóng triển khai các biện pháp ngăn ngừa nguy cơ lây nhiễm bệnh viêm phổi cấp do virus corona, đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền cho người dân khi đến khám chữa bệnh, hiểu rõ hơn về nguy hiểm và các biện pháp phòng chống căn bệnh này. Tiếp theo chương trình thời sự, mời quý vị và các bạn theo dõi phóng sự Bệnh viện Đa khoa khu vực tỉnh An Giang triển khai thực hiện các biện pháp phòng chống COVID-19 đảm bảo công tác khám và điều trị an toàn. Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus corona gây ra, Bệnh viện Đa khoa khu vực tỉnh An Giang đã triển khai nhiều biện pháp phòng chống virus corona. Tổ chức cho đội ngũ y bác sĩ, cán bộ nhân viên bệnh viện tập huấn công tác phòng chống bệnh viêm phổi cấp do chủng mới của virus corona. Qua đó, giúp cho các nhân viên y tế tiếp thu những kiến thức hữu ích về chẩn đoán bệnh, các phương pháp phòng chống và tình hình dịch bệnh ở Việt Nam cũng như thế giới. Song song đó, bệnh viện tăng cường công tác truyền thông,
phổ biến cho người dân cách phòng chống bệnh viêm đường hô hấp cấp nCoV bằng các hình thức như bảng thông báo, pano, băng rôn, tờ rơi, phát các đoạn video về hướng dẫn phòng chống bệnh viêm đường hô hấp cấp nCoV tại tầng trệt của khoa khám bệnh. Bên cạnh đó, bệnh viện thực hiện các biện pháp tiêu độc khử trùng, biện pháp y tế tại đơn vị, tiến hành khử khuẩn môi trường không khí khu vực cách ly 50 giường bệnh, lau toàn bộ mặt sàn bằng chất khử khuẩn khu vực thu dung bệnh nhân nghi ngờ nhiễm nCoV, phát khẩu trang y tế cho toàn bộ nhân viên khu khám bệnh, khu cấp cứu, khoa truyền nhiễm, lắp đặt nhiều chai dung dịch sát khuẩn, lắp đặt nhiều chai dung dịch sát khuẩn, diệt khuẩn tại các vị trí trọng điểm, các phòng khám và hướng dẫn nhắc nhở cho người bệnh, người nhà bệnh nhân và người dân khi đến khám bệnh cách sử dụng, rửa tay nhanh để phòng bệnh. Treo nhiều khẩu hiệu, hướng dẫn mang găng tay, khẩu trang đúng cách, các khuyến cáo của Bộ Y tế, các bước phòng tránh dịch bệnh nCoV, 5 bước làm sạch tay bằng nước rửa tay khô đúng cách, nhằm mang lại an toàn cho chính bản thân và người xung quanh. Bên cạnh đó, bệnh viện còn thực hiện quy trình tiếp nhận khám và điều trị bệnh nhân viêm phổi cấp do chủng virus corona và thành lập đội cơ động thường trực chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do nCoV gây ra. Đối với công tác giám sát dự phòng, ban lãnh đạo bệnh viện thường xuyên giám sát hoạt động phòng sàng lọc đầu vào tại hai khu, khoa khám bệnh và khoa cấp cứu nhằm chỉ đạo kịp thời khi có tình huống khẩn cấp xảy ra. Tại khu cách ly được tăng cường các trang thiết bị phòng hộ như bộ quần áo, chống dịch, khẩu trang, cung cấp thêm các máy móc và vật tư đặc thù do Bộ Y tế ban hành nhằm đáp ứng tối thiểu nhu cầu khi có bệnh nhân cần cách ly và nhân viên y tế cũng như trong tư thế sẵn sàng đối phó khi khu cách ly đưa vào vận hành. Bác sĩ chuyên khoa 1 Nguyễn Anh Dũng, trưởng khoa truyền nhiễm, Bệnh viện Đa khoa khu vực tỉnh nói về những ai có thể dễ mắc bệnh nCoV nhất, cách phòng bệnh. Nói chung trước cái bệnh dịch cái viêm hô hấp cấp do coronavirus, tất cả mọi người đều có khả năng bị nhiễm cái coronavirus, nhưng mà những cái đối tượng mà dễ mắc nhất nghĩa là những đối tượng già, có sức đề kháng kém, những người suy yếu, sức miễn dịch nó không có, thì những cái đối tượng đó là những đối tượng dễ bị nhiễm nhất. Cái thứ ba mà một cái đối tượng mà rất dễ bị nhiễm đó là gì? Cái đối tượng mà theo dõi, chăm sóc và tiếp nhận bệnh nhân, đó là đối tượng trực tiếp, là đối tượng dễ mắc nhất. Hiện tại thì trên cái truyền thông đại chúng có rất nhiều cách phương pháp, có rất nhiều cái pano áp phích, có nhiều rất nhiều cái khuyến cáo là để mình tuân theo, cái để mà biết cách phòng chống cái bệnh do coronavirus gây ra. Thì theo cái tổ chức, một cái tài liệu chính thống của cái Tổ chức Y tế Thế giới và của Bộ Y tế mình, thì người ta khuyên mình là cái thứ nhất là gì? Tránh đi du lịch nếu đang có sốt hoặc ho khó thở, đến ngay cái cơ sở y tế mà khi có triệu chứng nghi ngờ, đồng thời chia sẻ lịch trình di chuyển của mình để cho cơ sở y tế, nhân viên y tế tại đó biết. Cái thứ hai là tránh tiếp xúc với người bị sốt ho, thường xuyên rửa tay bằng xà phòng, tránh chạm vào mũi, mũi miệng mắt. Cái thứ ba là gì? Khi mà ho hắt hơi phải che kín miệng, kín mũi và miệng, và cái khăn giấy mình sử dụng rồi đó, để mình phải cho vào cái thùng rác có nắp đậy, sau đó rửa tay bằng xà phòng. Cái thứ tư là nếu mà thấy có dấu hiệu bệnh đi, nếu thấy có dấu hiệu khi bị đi lại du lịch, thông báo ngay cho cái nhân viên giao thông, chẳng hạn như đường không, cho cái tiếp viên hàng không nè, cho nhân viên đường sắt hoặc giao thông đường bộ ha, để người ta đưa mình đến cơ sở y tế gần nhất, càng sớm càng tốt. Cái thứ năm là gì? Chỉ sử dụng những cái loại thực phẩm, nghĩa là những loại thực phẩm chính, hạn chế tối đa sử dụng những cái thực phẩm gọi là thực phẩm chưa nấu chín và những cái thực phẩm động vật hoang dã, có nguồn gốc từ động vật hoang dã. Cái thứ sáu là gì? Tránh khạc nhổ bừa bãi nơi công cộng, tránh tiếp xúc gần với những cái vật nuôi và động vật hoang dã. Cái thứ bảy là gì? Cái thứ bảy là đeo khẩu trang tới chỗ đông người và khi tiếp xúc với người có triệu chứng ho hoặc sốt. Đồng thời, bệnh viện đã chuẩn bị sẵn sàng công tác điều trị
khi phát hiện dịch với những bệnh nhân nghi ngờ viêm đường hô hấp cấp do chủng mới virus corona gây ra sẽ được điều trị tại khu 50 giường mới phía sau khoa vật lý trị liệu của bệnh viện. Thu dung điều trị bệnh nhân viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona có hiệu quả chống quá tải, giảm lây chéo, hạn chế tỷ lệ tử vong thấp nhất, lập kế hoạch tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng virus corona. Bác sĩ chuyên khoa 1 Nguyễn Văn Ngọc Răng, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa khu vực tỉnh, nói về thuận lợi và khó khăn trong công tác phòng chống nCoV tại bệnh viện. Thì Bệnh viện Đa khoa khu vực tỉnh, chúng tôi nằm ở địa bàn thành phố Châu Đốc. Thì chúng tôi chịu trách nhiệm chỉ đạo tuyến cho 5 huyện thị và đồng thời với ráp danh với Campuchia. Thì vừa qua thì dịch bệnh corona thì đã xuất hiện nói chung là trong nước cũng như là cả khu vực Đông Nam Á và cả thế giới. Thì sau khi mà chúng tôi được nhận những công văn của Bộ Y tế, của Ủy ban tỉnh, của Sở Y tế thì bệnh viện chúng tôi cũng gặp có nhiều thuận lợi cũng như là cái thách thức khó khăn. Thì vừa qua thì chúng tôi được sự chỉ đạo của Ủy ban tỉnh, của Sở Y tế, của Trung tâm Kiểm soát Dịch bệnh của tỉnh đã đến và khảo sát cái khu cách ly của bệnh viện. Thì khi mà nhận được cái những công văn đó, bệnh viện chúng tôi chủ động xây dựng kế hoạch và có dự kiến một cái khu cách ly, là khu cách ly của chúng tôi là khoảng 25 giường có thể tiếp thu bệnh nhân, điều trị bệnh nhân từ 10 cho tới là 25. Nếu mà trường hợp bệnh xảy ra nhiều quá khoảng 50 thì chúng tôi vẫn triển khai được. Thì trong cái chúng tôi đã triển khai kế hoạch của bệnh viện và đồng thời là tập huấn cho cán bộ công viên của bệnh viện nắm được kiến thức của cách lây truyền của virus corona và đồng thời tuyên truyền cho thân nhân bệnh nhân khám điều trị trong bệnh viện. Và đồng thời chúng tôi cũng đã là có hai cái khu sàng lọc chẩn bệnh. Một là khu sàng lọc ở khoa khám bệnh, thứ hai là khu sàng lọc tại khoa cấp cứu. Để có một cái sàng lọc là khi mà những ca nghi ngờ chúng tôi là đưa về khu cách ly để mà khám theo dõi điều trị. Thì nói chung là cái nhìn chung là trong bệnh viện thì nói chung anh em cũng là có cái bước sẵn sàng để mà khi mà có dịch bệnh xảy ra chúng tôi tiếp nhận và thu dung vào điều trị. Riêng về vấn đề khó khăn của bệnh viện đó, thì nói chung là cái địa bàn của mình là địa bàn giáp với Campuchia. Mà hiện giờ là Campuchia cũng đã xuất hiện có một ca corona dương tính. Thì đối với nước bạn thì vấn đề mà kiểm soát dịch bệnh với phòng chống dịch thì nói chung là so với Việt Nam mình thì mình có kinh nghiệm hơn bạn. Thì do đó là vấn đề những bệnh nhân mà của người Cam xuống đến khám bệnh thì chúng tôi cũng có một cái hướng sàng lọc. Chẳng hạn như là theo dõi coi như có sốt không, có ho không, có tiếp xúc với yếu tố dịch tễ, có đi từ Trung Quốc về không, có đi du lịch không. Thì nói chung là chúng mình cũng đã sẵn sàng chuẩn bị mà tiếp nhận những người dân Campuchia, chẳng hạn như người ta đến đây với mình nghi ngờ thì chúng ta có cái cách ly và phát hiện và theo dõi bệnh cho nó sát. Thì mà đối với mình thì mà chúng ta nên tăng cường kiểm soát những bệnh nhân, những cái người mà ta đi giao lưu với mình từ Campuchia về Việt Nam, làm thế nào chúng ta kiểm soát cho nó chặt chẽ để làm sao đừng để lọt những cái bệnh nhân mà có nghi ngờ mà vô Việt Nam chúng ta mà chúng ta không phát hiện được thì dịch bệnh dễ xảy ra. Thì trên cái tinh thần chung là Bệnh viện Đa khoa khu vực tỉnh cũng sẵn sàng và có những ca mà nghi ngờ hoặc là gì chúng ta đã tiếp nhận và đưa vô khu điều trị để quản lý và phát hiện kịp thời và đồng thời tuyên truyền cho cán bộ nhân viên cũng như nhân dân có an tâm về vấn đề phòng chống dịch bệnh corona. Để bảo vệ sức khỏe cho bản thân, gia đình và cộng đồng, mọi người ngoài việc tuân thủ các khuyến cáo, các biện pháp phòng bệnh của ngành y tế thì cần chú ý đến môi trường xung quanh, tránh cạc nhổ bừa bãi và không vứt khẩu trang đã qua sử dụng ra môi trường công cộng. Ông Quỳnh Phú Hữu ở huyện Châu Phú chia sẻ. Vừa qua tôi có nghe dịch bệnh corona, thành thử ra gia đình cũng dọn cho thoáng mát, rồi khi ra đường cũng đeo khẩu trang, rồi rửa tay bằng xà phòng. Mong rằng dịch bệnh sớm được khống chế để mà hoạt động sinh hoạt cũng như việc học tập của các em học sinh, sinh viên trở lại bình thường. Trong thời gian này, Bệnh viện Đa khoa khu vực tỉnh luôn đảm bảo an toàn trong công tác khám chữa bệnh, giúp người dân yên tâm khi có nhu cầu thăm khám và điều trị tại bệnh viện. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự của Đài Truyền thanh Truyền hình Thành phố Châu Đốc, phát trên tần số FM 92 MHz.
Thưa quý vị và các bạn, Bí thư Tỉnh ủy Võ Thị Ánh Xuân và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Thanh Bình vừa chủ trì hội nghị trực tuyến toàn tỉnh bằng giải pháp phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona nCoV gây ra và những tác động đến kinh tế xã hội của tỉnh. Kính mời quý vị và các bạn cùng nghe bài Tích cực chủ động phòng chống dịch bệnh nCoV. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lê Văn Phước thông tin, đến nay An Giang chưa phát hiện trường hợp nào bị viêm đường hô hấp cấp do nCoV gây ra. Toàn tỉnh có 157 lao động là người nước ngoài đang làm việc, trong đó có 47 người Trung Quốc. Ủy ban Nhân dân tỉnh đã chỉ đạo các sở ngành yêu cầu các doanh nghiệp thực hiện các biện pháp cách ly đúng quy định, đồng thời theo dõi sức khỏe trong 14 ngày từ khi nhập cảnh vào Việt Nam. Ủy ban Nhân dân tỉnh cho phép học sinh nghỉ học từ ngày 3 đến ngày 16 tháng 2, yêu cầu từng sở ngành xây dựng kế hoạch cụ thể thực hiện giải pháp phòng chống dịch nCoV. Theo đánh giá sơ bộ, dịch bệnh nCoV sẽ ảnh hưởng GRDP giảm 0,128%. Kế hoạch tăng trưởng GRDP năm 2020 đạt 7-8%. Do thị trường xuất khẩu sang Trung Quốc chiếm tỷ trọng cao, hoạt động xuất khẩu sẽ bị ảnh hưởng nếu dịch bệnh kéo dài. Theo các doanh nghiệp, do phía Trung Quốc hạn chế xuất nhập khẩu nên khả năng các đơn vị xuất khẩu giảm từ 30-40% so với kế hoạch trong thời gian có dịch. Các thị trường xuất khẩu sang Hoa Kỳ, Úc, Liên minh châu Âu vẫn ổn định. Đối với hoạt động du lịch, lượng du khách sụt giảm từ 10-50%. Hoạt động lữ hành chịu ảnh hưởng do có nhiều tour du lịch bị hủy. An Giang là tỉnh có dân số đông, đi làm ăn nhiều nơi về quê ăn Tết, có đường biên giới dài khoảng 100 km tiếp giáp Campuchia, có nhiều cửa khẩu, đường mòn, lối mở, có rất đông người nhập cảnh vào nội địa, cộng với lượng du khách đông nên nguy cơ lây nhiễm rất cao. Với phương châm ngăn ngừa dịch từ xa, tỉnh đã sớm triển khai công tác phòng chống dịch bệnh đến tất cả các cấp ngành, kiểm soát khu vực biên giới. Ngành y tế tăng cường tuyên truyền trên báo đài, phát tờ rơi ở các cửa khẩu, bệnh viện, bến xe, bến phà, thành lập 3 đường dây nóng và thông báo 14 cơ sở điều trị có khả năng thu dung bệnh nhân. Trước nguy cơ dịch bệnh diễn biến phức tạp, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Thanh Bình đề nghị Sở Y tế tăng cường tư vấn, cung cấp thông tin để người dân hiểu rõ hơn về cách thức phòng bệnh. Ủy ban Nhân dân tỉnh thống nhất chi ngân sách 30 tỷ đồng theo đề xuất của Sở Y tế mua sắm trang thiết bị, vật tư phục vụ công tác phòng chống dịch, yêu cầu Sở Tài chính nhanh chóng làm thủ tục mua sắm để bố trí cho các bệnh viện, tập trung các phương tiện, điều kiện phòng bệnh và đảm bảo sẵn sàng ứng phó. Triển khai việc khai báo y tế đối với tất cả hành khách nhập cảnh tại các cửa khẩu biên giới, tiếp tục chỉ đạo các cơ sở y tế thực hiện nghiêm việc phân luồng, cách ly các trường hợp khám bệnh viêm đường hô hấp cấp, tăng cường phòng chống nhiễm khuẩn, áp dụng chặt chẽ các biện pháp phòng lây nhiễm cho cán bộ y tế, bố trí trực 24/24 giờ. Sở Lao động Thương binh và Xã hội phối hợp chặt chẽ các ngành tăng cường nắm tình hình các doanh nghiệp có sử dụng lao động đến từ vùng dịch, kiên quyết đề nghị doanh nghiệp thực hiện nghiêm các biện pháp cách ly theo hướng dẫn của cơ quan y tế. Các cơ quan truyền thông tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền để người dân hiểu chính xác về dịch bệnh, chủ động phòng chống dịch và tránh tâm lý hoang mang, yêu cầu các địa phương phối hợp Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Sở Công Thương tập trung tìm cách giải quyết đầu ra cho nông sản, nhất là những sản phẩm có thời gian bảo quản ngắn như xoài, chuối. Bí thư Tỉnh ủy Võ Thị Ánh Xuân đề nghị các cấp ngành tăng cường quán triệt trong nội bộ và nhân dân luôn trong tâm thế sẵn sàng ứng phó với diễn biến phức tạp của môi trường toàn cầu, tình trạng thiên tai dịch bệnh xảy ra thường xuyên. Đối với dịch bệnh nCoV, các cấp ngành cần chủ động quyết liệt trong mọi tình huống, tránh tâm lý chủ quan, tích cực phòng chống dịch, đảm bảo an toàn của nhân dân. Trong công tác truyền thông, chú ý tuyên truyền để mỗi người dân nâng cao ý thức phòng bệnh, chủ động khi tham gia các hoạt động và yên tâm sản xuất, yêu cầu cả hệ thống chính trị duy trì mọi hoạt động bình thường để đạt mục tiêu kép là vừa đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh hiệu quả, vừa đảm bảo mục tiêu tăng trưởng. Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo ngành y tế, giáo dục và đào tạo đảm bảo điều kiện phòng dịch trường học để sẵn sàng cho học sinh đi học trở lại khi có thông báo. Có chỉ đạo kịp thời, hợp lý đối với mọi sinh hoạt vui chơi giải trí, học tập của nhân dân. Đặc biệt có thái độ ứng xử đúng mức đối với du khách đến từ vùng dịch, đảm bảo vừa chống dịch hiệu quả nhưng vẫn giữ được sự thân thiện hiếu khách và đảm bảo an toàn cho du khách. Ủy ban Nhân dân tỉnh chủ động triển khai tốt các dự án, hỗ trợ tối đa cho nhà đầu tư, tạo điểm nhấn cho Đại hội Đảng bộ tỉnh và tạo đà tăng trưởng trong thời gian tới. Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu Ủy ban Nhân dân tỉnh xây dựng kế hoạch chung và từng ngành cần xây dựng kịch bản riêng phù hợp với điều hành linh hoạt. Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu Ủy ban Nhân dân tỉnh xây dựng kế hoạch chung và từng ngành cần xây dựng kịch bản riêng phù hợp để điều hành linh hoạt. Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn và Sở Công Thương dự báo nguồn cung sau khi dịch bệnh nCoV được khống chế, yêu cầu các cấp ngành phối hợp triển khai đồng bộ các biện pháp phòng chống dịch hiệu quả nhất, đảm bảo vừa phát triển kinh tế, vừa đảm bảo an sinh xã hội, giữ vững quốc phòng an ninh. Thưa quý
quý vị và các bạn, thời gian qua, công tác phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp trên địa bàn tỉnh được Bảo hiểm xã hội tỉnh quan tâm, chỉ đạo quyết liệt cùng với sự nỗ lực của cán bộ ngành và các địa phương đơn vị. Từ đó, kết quả năm 2019 đã đạt được nhiều kết quả tích cực, nhất là trong phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. 11.325 người đạt 118,09% chỉ tiêu Bảo hiểm xã hội Việt Nam giao năm 2019, tăng 5.835 người so năm 2018. Kính mời quý vị và các bạn cùng nghe bài Hiệu quả công tác phối hợp giữa ngành Bảo hiểm xã hội và Bưu điện. Để đạt kết quả đó, phải kể đến hiệu quả đổi mới trong công tác phối hợp tuyên truyền về Bưu điện tỉnh, thực hiện quyết định số 151 trên QĐ-BHXH ngày 30 tháng 1 năm 2019 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Bảo hiểm xã hội tỉnh và Bưu điện tỉnh, ký hợp đồng số 203 ngày 22 tháng 2 năm 2019 về phối hợp tổ chức hội nghị tuyên truyền trực tiếp để phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, với mục tiêu phấn đấu thực hiện tăng mới 4.200 người tham gia trong năm 2019. Ngay từ đầu năm 2019, Bảo hiểm xã hội tỉnh tích cực chủ động trong công tác phối hợp với ngành bưu điện, thực hiện tốt công tác tuyên truyền chính sách pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, đặc biệt là bảo hiểm xã hội tự nguyện, để nhân dân thấy rằng tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện vừa ít nước lợi nhà, vừa đảm bảo hạnh phúc, sức khỏe lâu dài cho bản thân, gia đình và góp phần thiết thực trong việc thực hiện chính sách an sinh xã hội. Trên cơ sở đó, Bưu điện tỉnh đã xây dựng kế hoạch thực hiện và giao chỉ tiêu cụ thể cho Đại lý thu Bưu điện trực thuộc ở 11 huyện, thị xã, thành phố. Theo kế hoạch phối hợp tổ chức 220 hội nghị tuyên truyền, tăng mới 4.500 người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện trong năm 2019, vượt 300 người so hợp đồng ký kết. Kết quả, vào năm 2019, hai ngành đã phối hợp tổ chức được 244 hội nghị tuyên truyền, thu hút 15.100 người tham dự. Tại hội nghị đã vận động tăng mới 5.751 người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, bình quân mỗi hội nghị tăng mới 24 người. Vượt 36,93% kế hoạch Bảo hiểm xã hội Việt Nam giao và vượt 27,8% kế hoạch của tỉnh. Hội nghị còn thu được nhiều kết quả phấn khởi, nâng cao hiểu biết của người dân về các chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Bởi tại các buổi đối thoại tuyên truyền trực tiếp cho thấy, đây là một trong những hình thức tuyên truyền mang lại hiệu quả cao, kênh thông tin quan trọng để nắm bắt kịp thời tâm tư nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân. Các vướng mắc chưa hiểu sẽ được cán bộ ngành bảo hiểm xã hội và bưu điện giải thích tận tình, cặn kẽ, giúp người dân hiểu được những lợi ích thiết thực của việc tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế hộ gia đình. Từ đó, góp phần chung tay xây dựng phát triển bảo hiểm xã hội cho mọi người lao động và bảo hiểm y tế toàn dân. Tham gia các buổi đối thoại, người dân đã được nghe lãnh đạo bảo hiểm xã hội và bưu điện thông tin về chủ trương của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, các chế độ khi tham gia, đối thoại về chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế hộ gia đình, qua đó được giải đáp đầy đủ, thỏa đáng các thắc mắc liên quan đến chế độ chính sách mức đóng, thời gian đóng và hưởng, quyền lợi khi tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Từ kết quả đạt được cho thấy, Đại lý thu Bưu điện đã có những đóng góp quan trọng trong công tác phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện trên địa bàn tỉnh, thể hiện sự quyết tâm của Bảo hiểm xã hội và Bưu điện tỉnh trong công tác phối hợp tuyên truyền chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện đến với người dân. Công tác phát triển đối tượng không chỉ dừng ở hình thức mà đã có sự quyết liệt với phương châm đi từng ngõ, gõ từng nhà, ra từng đối tượng. Mục đích để mọi người dân hiểu rõ quyền lợi khi tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện và vận động người dân đăng ký tham gia, góp phần ổn định xã hội, thực hiện đúng chính sách an sinh cho mọi người. Năm 2020, Bảo hiểm xã hội và Bưu điện tỉnh tiếp tục phối hợp phát huy những mặt đạt được và có những giải pháp để duy trì những người đã tham gia đến hạn đóng tiếp tục, phát triển bền vững người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện trên địa bàn tỉnh An Giang, góp phần đạt mục tiêu kế hoạch đã đề ra. Thưa quý vị và các bạn, kể từ khi dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona nCoV xuất hiện đến nay, các mặt hàng nông sản trên địa bàn tỉnh có thị trường tiêu thụ tại Trung Quốc bị ảnh hưởng nặng nề. Kính mời quý vị và các bạn cùng nghe bài Virus Corona ảnh hưởng đến thị trường nông sản. Những mặt hàng có doanh số xuất khẩu cao nhất của tỉnh bị ảnh hưởng bởi nCoV, trước hết phải kể đến là lúa, gạo, cá tra,
trái cây, rau củ quả. Ngoài sản phẩm xuất khẩu, các mặt hàng có thị trường tiêu thụ trong nước như các loại đặc sản vùng miền, gồm các loại khô cá, mắm cũng bị ảnh hưởng. Doanh thu bán hàng của các tiểu thương tại các chợ giảm ít nhất 40%. Ông Nguyễn Văn Thạnh, xã Bình Thạnh Đông, Phú Tân lo lắng, virus nCoV đã làm cho ngành hàng cá tra bị thiệt hại kép. Trước Tết Nguyên Đán, giá cá tra ở mức 20.000 đồng một ký và có xu hướng tăng lên trong thời gian sau Tết. Nào ngờ, khi truyền thông đưa tin nCoV xuất hiện ở Vũ Hán, Trung Quốc và lan nhanh sang các quốc gia khác trên thế giới, giá cá tra trên thị trường nội tỉnh tuột xuống mốc 17.500 đồng một ký. Giá thấp nhưng muốn bán cũng chẳng ai mua. Trong khi cá trong ao nuôi mỗi ngày một lớn, nông dân phải tiếp tục cho ăn, thiệt hại kép là điều không thể tránh khỏi. Vụ này, gia đình ông Thạnh nuôi 3 hectare, cá trong ao đạt trọng lượng gần 2,5 kg, đến nay vẫn chưa bán được. Với mức giá 17.500 đồng một ký, bình quân ông Thạnh lỗ 4.500 đồng một ký. Cá thịt rất giá, kéo theo cá tra giống cũng rất thảm hại, nông dân năm nay lỗ nặng. Ông Thạnh thông tin thêm. Năm 2019 vừa qua, xuất khẩu cá tra vào thị trường Trung Quốc gặp nhiều trở ngại ngay từ sau Tết Nguyên Đán. Đầu năm 2020, tình trạng này được lặp lại bởi nCoV, hàng hóa lưu thông bị ách tắc, từ đó khiến giá các loại nông sản trong nội địa rớt giá. Ngoài cá tra, giá lúa trên đồng hiện đã rớt xuống thấp. Cụ thể, tại các cánh đồng bước vào vụ thu hoạch đông xuân, lúa ER50404 chỉ được thương lái thu mua với giá 4.400 đồng một ký. Với mức giá này, nông dân gần như không có lãi. Ông Nguyễn Văn Phương, thương lái mua lúa tại xã Mỹ Hòa Hưng, thành phố Long Xuyên chia sẻ, vụ đông xuân này, nông dân sản xuất các loại lúa thơm để xuất vào thị trường Trung Quốc bị thiệt hại rất nặng. Cụ thể, giống Đại Thơm 8 trước Tết có giá 5.800 đồng đến 6.200 đồng một ký. Hiện nay, chưa tới thời điểm thu hoạch rộ mà đã giảm hơn 2.000 đồng một ký. Các loại lúa thơm vào thị trường Trung Quốc đều rớt xuống thấp. Ngoài lúa gạo, cá tra, thì các mặt hàng nông sản khác như mít, thanh long, ớt, bắp cải cũng bị rớt giá mạnh. Tại các vùng chuyên canh ao màu như Kiến An, Chợ Mới, Bình Thạnh, Châu Thành, Vĩnh Trường, Khánh An, An Phú, phần lớn các mặt hàng rau, cải đều giảm mạnh so với cùng kỳ. Bà Trần Thị Huệ ở xã Vĩnh Trường chia sẻ, ớt là một trong những mặt hàng tiêu thụ mạnh ở thị trường Trung Quốc. Khi dịch bệnh xảy ra, giá ớt tươi trên đồng chỉ còn 10.000 đồng một ký, trong khi trước đó có thời điểm tăng lên từ 70.000 đồng một ký. Sau Tết, mặt hàng xoài keo xuất sang thị trường Trung Quốc vào vụ chính tại các xã biên giới như Khánh Bình, Khánh An, An Phú, Vĩnh Sương, Vĩnh Hòa, thị xã Tân Châu. Xoài đã đến kỳ thu hoạch, nông dân gọi điện thoại mãi mà chẳng thấy thương lái đến mua. Thị trường Trung Quốc đóng cửa, tại các vùng chuyên canh xoài xuất khẩu, giá xoài keo, xoài tượng da xanh rất thảm hại. Giám đốc Hợp tác xã Nông nghiệp Long Bình Nguyễn Văn Minh chia sẻ, giá đã rớt nhưng chẳng thấy ai đến thu mua. Những nhà vườn có hợp đồng tiêu thụ sản phẩm với các công ty thì dù giá cao hay thấp, các bên vẫn thực thi hợp đồng tiêu thụ. Những hộ trồng bán trôi nổi thì nay chịu trận, không ai đến mua. Đây là bài học sâu sắc cho những nông dân thiếu tính toán trong sản xuất nông nghiệp. Du lịch cũng là ngành chịu thiệt hại bởi nCoV. Khách không đi du lịch, các sạp cửa hàng bán sản phẩm đặc sản vùng miền, doanh thu giảm đáng kể. Ông Nguyễn Văn Tuấn, cơ sở sản xuất khô cá xã Khánh An, An Phú thông tin. nCoV xảy ra, ngành sản xuất khô cá, các loại mắm đặc sản phục vụ khách du lịch tại núi Sam, thành phố Châu Đốc cũng bị thiệt hại nặng. Trước đây bình quân mỗi ngày cơ sở chúng tôi sản xuất khoảng 1 tấn khô cá lóc, cá sặc bổi, nay giảm đến 70%. Tăng cường tìm kiếm thị trường cho các mặt hàng nông sản của tỉnh để giảm bớt sự phụ thuộc vào thị trường Trung Quốc là vấn đề đặt ra trước mắt cũng như lâu dài. Đi đôi với công việc đó, đẩy mạnh việc nghiên cứu chế biến các sản phẩm mang tính giá trị gia tăng, hạn chế xuất sản phẩm thô để giảm bớt thiệt hại một khi thị trường có trục trặc. Làm được điều đó, nông dân lẫn doanh nghiệp sẽ có phần chủ động hơn trong việc tiêu thụ nông sản do mình làm ra trong thời gian lâu dài. Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Nam Việt Doãn Tới chia sẻ, khó khăn chỉ mang tính tạm thời, hết dịch bệnh thì mọi việc sẽ trở lại bình thường. Thời gian qua tại Trung Quốc, bệnh dịch tả heo châu Phi làm nguồn cung thịt heo giảm mạnh, trong khi bệnh cúm gia cầm H5N1 vừa bộc phát nên nguồn cung thịt gia cầm sẽ giảm mạnh. Cá tra là nguồn sản phẩm thay thế, sản phẩm vừa ngon vừa hợp túi tiền, không mang mầm bệnh nên sẽ được người tiêu dùng lựa chọn. Những điều cần biết để phòng bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus corona mới. Bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus corona mới là gì? Là bệnh do chủng mới của virus corona gây ra. Bệnh lây truyền từ người sang người qua đường hô hấp do tiếp xúc với dịch tiết mũi họng của người bệnh khi ho, hắt hơi hoặc tiếp xúc với các vật dụng bị phơi nhiễm virus do chất tiết của người bệnh. Bệnh có biểu hiện giống cúm thông thường như sốt, ho, chảy nước mũi, đau họng,
khi tiến triển nặng sẽ dẫn đến viêm phổi, suy hô hấp cấp, có nguy cơ tử vong. Hiện nay, chưa có vaccine phòng bệnh và thuốc điều trị đặc hiệu. Cần làm gì để phòng bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus corona mới? Thực hiện vệ sinh cá nhân, rửa tay thường xuyên bằng xà phòng và nước sạch, che miệng, mũi khi ho, hắt hơi bằng khăn giấy hoặc khuỷu tay, hạn chế chạm tay chưa rửa sạch vào mắt, mũi, miệng. Giữ nhà cửa sạch sẽ, thông thoáng, thường xuyên lau nền nhà, tay nắm cửa, bề mặt các đồ vật bằng chất tẩy rửa. Tránh tiếp xúc với người có biểu hiện cúm, sốt, ho, hắt hơi. Cần đến ngay cơ sở y tế khi có dấu hiệu sốt, ho, khó thở. Đường dây nóng Sở Y tế 0969 871 919. Bệnh viện Đa khoa Trung tâm An Giang 0911 817 995. Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật 0853 000 115. Các biện pháp giảm nguy cơ mắc chủng virus corona mới. Khi mua sắm tại chợ thực phẩm tươi sống, bạn cần chú ý rửa tay với xà phòng và nước sau khi chạm vào động vật và các sản phẩm từ động vật. Tránh chạm tay vào mắt, mũi hay miệng. Tránh tiếp xúc với động vật ốm và các thực phẩm ô nhiễm. Tránh tiếp xúc với động vật không rõ nguồn gốc, chất thải hay chất lỏng tại các khu vực chợ. Bạn có thể bảo vệ bản thân và người xung quanh bằng cách rửa tay thật sạch sau khi ho hay hắt hơi, khi chăm sóc người bị bệnh, trước, trong và sau khi chế biến thực phẩm, trước khi ăn, sau khi đi vệ sinh, bất cứ khi nào tay có dấu hiệu bẩn, sau khi tiếp xúc với động vật hay chất thải của động vật, rửa tay với xà phòng bất cứ khi nào tay bẩn, rửa tay thường xuyên với xà phòng và nước hoặc các loại nước rửa tay có chứa cồn. Với những hành động sau, bạn đã biết cách bảo vệ bản thân mình và người khác. Dùng khăn giấy, khuỷu tay hay ống tay áo che miệng và mũi khi ho và hắt hơi. Dứt bỏ khăn giấy sau khi sử dụng vào thùng rác có nắp. Rửa sạch tay sau khi ho và hắt hơi. Tránh tiếp xúc với người ốm mà không có đồ bảo hộ, bao gồm cả chạm tay vào mắt, mũi hay miệng. Tránh tiếp xúc với động vật sống và động vật hoang dã. Đảm bảo an toàn thực phẩm chính là cách để giảm nguy cơ mắc chủng virus corona mới. Sử dụng thớt và dao khác nhau cho các loại thịt tươi và thực phẩm nấu chín. Rửa tay khi chuyển từ chế biến thực phẩm sống sang chế biến thực phẩm chín. Không nên sử dụng thịt từ động vật bị ốm hay chết bệnh. Trong các vùng có dịch bệnh, các sản phẩm từ thịt vẫn có thể sử dụng an toàn nếu được nấu chín và chế biến đúng cách. Thưa quý vị và các bạn, chương trình thời sự của Đài Truyền thanh Truyền hình Thành phố Châu Đốc hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào, tạm biệt.